Test 13 đề số 13. Câu 1, St. George's Day diễn ra vào ngày nào? Thứ nhất là ngày 17 tháng 3, thứ hai là ngày 30 tháng 11, thứ ba là ngày 1 tháng 3 và thứ tư là ngày 23 tháng 4. Thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ tư. St. George's Day, ngày của thánh bảo trợ của nước Anh được tổ chức vào ngày 23 tháng 4 hàng năm. Câu 2. Công viên quốc gia lớn nhất England là gì? Thứ nhất là Snowdonia, thứ hai là Loch Lomond and the Trossachs National Park, thứ ba là The Giant Causeway và thứ tư là The Lake District. Thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ tư. Ở the Lake District là công viên quốc gia lớn nhất ở England. Câu 3, Boudicca là một thủ lĩnh bộ lạc đã chiến đấu chống lại những kẻ xâm lược nước ngoài nào? Thứ nhất là người Normans, thứ hai là người Viking, thứ ba là người Anglo-Saxons và thứ tư là người La Mã. Thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ tư. Một trong những thủ lĩnh bộ lạc đã chiến đấu chống lại người La Mã là Boudicca, nữ hoàng của xứ Iceni. Câu 4 Tập thơ nào sau đây nói về một nhóm người đang hành hương? Thứ nhất là The Canterbury Tales, thứ hai là On the Wounds of Stage, thứ ba là A Midsummer Night's nice Dream, và thứ tư là Great Expectations. Thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ nhất. Geoffrey Chaucer đã viết một loạt bài thơ bằng tiếng Anh về một nhóm người sẽ đến Canterbury trong một chuyến hành hương. Mọi người quyết định kể cho nhau nghe những câu chuyện trên hành trình và những bài thơ mô tả về những người du lịch và một số câu chuyện họ kể. Tập thơ này được gọi là The, Canterbu the Canterbury Tales. Câu 5 Public holidays là gì? Thứ nhất là bank holidays Thứ hai là workers holidays Thứ ba là business holidays Và thứ tư là summer holidays Thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ nhất Bank holidays are public holidays Câu 6 Vua trao đệ nhị đã quyết định làm gì để có thể trốn thoát đến châu Âu sau thất bại của mình trong cuộc nội chiến? Thứ nhất là ông trốn trong nhà của nông dân Thứ hai là ông cưỡi ngựa Thứ ba là ông đã trốn trong một cây sồi và thứ tư là ông đã bơi sang châu Âu. Thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ ba. vua Chao Đệ Nhị đã trốn thoát khỏi Wester trốn trong thân một cây sồi lâu năm và cuối cùng trốn sang châu Âu. Câu 7, ai đã đánh bại người Viking? Thứ nhất là Harold, thứ hai là Edward the First of England, thứ ba là King Arthur. và thứ tư là King Alfred the Great. Thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ tư. Thì các vương quốc Anglo-Saxon ở Anh thống nhất dưới thời vua Alfred Đại Đế, người đã đánh bại người Viking. Câu 8. William Caston là ai? Thứ nhất, một nhà thơ đã viết về một nhóm người đi Canterbury trong một chuyến hành hương. Thứ hai là người đầu tiên ở Anh in sách bằng máy in. Thứ ba là người đầu tiên đi thuyền một mình trên khắp thế giới. Và thứ tư là người phát minh ra tivi. Thì đáp án đúng là đây là đáp án thứ hai. William Custin là người đầu tiên ở Anh đã in sách bằng máy in. Câu 9, những người lính canh gác Big làm việc như hướng dẫn viên du lịch tại đâu? Thứ nhất là The House of the Parliament, thứ hai là The Tower of London, thứ ba là The O2 và thứ tư là The Big Ben thì đáp án đúng là đây là đáp án thứ hai. The Tower of London. Câu 10. Trong cuộc nổi loạn của các gia tộc ở Scotland, Bonnie Prince Charlie được hỗ trợ bởi các gia tộc từ vùng nào của Scotland? Thứ nhất là Glasgow, thứ hai là Galloway, thứ ba là Highlands và thứ tư là Edinburgh. Thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ ba. Bonnie Prince Charlie được hỗ trợ bởi các giáo sĩ từ vùng cao nguyên Scotland. Câu 11, Nữ hoàng Elizabeth đệ nhất theo tôn giáo nào? Thứ nhất, bà là người theo đạo tin lành, thứ hai, bà là người công giáo. Thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ nhất, Nữ hoàng Elizabeth đệ nhất theo đạo tin lành. Câu 12, ai trở nên nổi tiếng với nhân vật gã lang thang trong phim câm? Thứ nhất là Sir Rex Harrison, thứ hai là David Niven. Thứ ba là Richard Burton và thứ tư là Charlie Chaplin. Thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ tư, Charlie Chaplin trở nên nổi tiếng trong các bộ phim câm cho nhân vật gã lang thang của mình. Câu 13, lực lượng vũ trang nào đã được sử dụng trong trận chiến của nước Anh? Thứ nhất là Hải quân Hoàng gia, thứ hai là lực lượng cảnh sát, thứ ba là dịch vụ Hải quân và thứ tư là không quân Hoàng gia. Thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ tư không quân hoàng gia. Câu 14. Ở Anh, bạn phải đủ 21 tuổi để có thể bỏ phiếu trong một cuộc tổng tuyển cử đúng hay sai? Thì đáp án ở đây là false, sai. Tất cả công dân trưởng thành trên 18 tuổi sinh ra ở Anh hoặc có quốc tịch Anh đều có quyền bỏ phiếu trừ một số ngoại lệ. Câu 15, những nhà thơ nào sau đây thường lấy cảm hứng từ thiên nhiên? Thứ nhất là John Mayfield thứ hai là Wilfred Owen, thứ ba là Siegfried Sassoon và thứ tư là William Wordsworth. Thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ tư. Nhiều nhà thơ người Anh trong đó có William Wordsworth thường lấy cảm hứng từ thiên nhiên để viết lên tác phẩm của mình. Một trong những bài thơ nổi tiếng của ông là The Daffodil, Hoa Thủy Tiên. Câu 16. Anh đã chiến đấu với nước nào trong trận chiến Waterloo? Thứ nhất là Germany, thứ hai là Italy, thứ ba là France và thứ tư là Spain. Thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ ba, France, Pháp. Năm 1815, năm, chiến tranh Pháp kết thúc với sự thất bại của hoàng đế Napoleon trước công tước Wellington của anh tại trận chiến Waterloo. Câu 17. William Wilberforce là ai? Thứ nhất là một nhà thơ, thứ hai là một người chơi thể thao, thứ ba là một chính trị gia và thứ tư là một nhạc sĩ. Thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ ba, a politician tức một chính trị gia. Ờ, thì William Wilberforce là một tín đồ Kitô giáo và là thành viên của nghị viện. Ông cũng đóng một phần quan trọng trong việc thay đổi luật cùng với những người theo chủ nghĩa bãi bỏ khác, tức những người ủng hộ xóa bỏ chế độ nô lệ. Ông đã thành công trong việc đưa ra dư luận chống lại việc buôn bán nô lệ. Câu 18 Ai là giám mục trưởng của Giáo hội Anh? Thứ nhất là Tổng giám mục Canterbury, thứ hai là Tổng giám mục London, thứ ba là Tổng giám mục Birmingham và thứ tư là Tổng giám mục Manchester. Thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ nhất, Tổng giám mục Canterbury là người đứng đầu Giáo hội Anh và là nhà lãnh đạo tinh thần của cộng đồng Anh giáo trên toàn cầu. Câu 19 James đệ nhất là vua của nước nào trước khi trở thành vua của Great Britain? xứ Wales, Ireland, Pháp hay Scotland? Thì đáp án đúng ở đây đã là đáp án thứ tư, Scotland. Câu 20 khẳng định nào sau đây là đúng? Thứ nhất, hầu hết các cửa hàng ở Anh mở 7 ngày một tuần. Thứ hai, tất cả các cửa hàng ở Anh đều đóng cửa vào chủ nhật và ngày lễ ngân hàng. Thì khẳng định thứ nhất là khẳng định đúng hầu hết các cửa hàng ở Anh đều mở cửa 7 ngày một tuần mặc dù giờ giao dịch vào chủ nhật và các ngày lễ thường giảm và ngoại lệ thì có một số thao thì đóng cửa vào chủ nhật Câu 21 Quốc gia nào đã cử một đội tàu đến Anh nhằm mục đích xâm chiếm vào năm 1588 ở à France, Germany, Spain or Italy thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ 3 Spain, Tây Ban Nha Năm 1588, hạm đội tàu lớn Amanda của Tây Ban Nha được phái đi để chinh phục nước Anh và khôi phục công giáo. Tuy nhiên, hạm đội này đã bị thất bại bởi lực lượng hải quân Anh. Câu 22, bảo tàng đua ngựa quốc gia nằm ở đâu? Thứ nhất là Edinburgh, Scotland, thứ hai là Newmarket, Suffolk, thứ ba là Saint Andrew, Scotland và thứ tư là Entry near Liverpool. Thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ hai. Newmarket Câu 23 Lâu đài nào dưới đây ở Scotland? Thứ nhất là lâu đài Crest Thứ hai là lâu đài Carnarvon Thứ ba là lâu đài Bodium Và thứ tư là lâu đài Powys Thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ nhất Lâu đài Crest Castle được xây dựng từ thế kỷ thứ 16 Và có quan hệ mật thiết với vua chiến binh Robert Bruce của Scotland các tòa tháp pháo đài và các câu chuyện về ma quỷ khiến lâu đài này trở lên bí ẩn và hấp dẫn bên cạnh đó lâu đài còn có khu vườn với tường bao quanh rất đẹp cùng với các bộ sưu tập chân dung và trần nhà được sơn lạ mắt câu 24 bao lâu thì bầu cử của nghị viện châu âu được tổ chức một lần 3 năm một lần 4 năm một lần 5 năm một lần hay 6 năm một lần thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ ba 5 năm một lần, nghị viện châu Âu được bầu cử trực tiếp mỗi 5 năm một lần theo thể thức phổ thông đầu phiếu.